Mà cái người ngồi sau á. Hello, xin chào quý chị và các bạn á. Chào mừng các bạn quay lại với channel Spy Gia Rẻ nha các bạn. Mới hôm nay mình cũng bận tí, mình không có cập nhật ha. Hôm nay thì mình lại cập nhật lô xe về buồn cùng chị và các bạn nha. Địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang, Bình Dương á. Bye mọi người. Đây một em tối rồi nhưng mà lại lên đường. Gọi cho Tâm. Hôm nay mới về hôm qua, hôm nay đi rồi. Mới về hôm nay ly rồi nè mọi người. Ok. Hôm nay mình chưa kịp update luôn. Đấy về Sài Gòn, xe biển Sài Gòn về Sài Gòn luôn. À, chú này cũng ở Sài Gòn mà đúng không? Chú cũng bảo là cày nát video luôn. Con này đẹp. Ok, cảm ơn chú nha. Ok. Ok, gửi. Giờ giới thiệu mấy cái con mới về để cho anh em tham khảo. Này chắc là video này về chắc hơi nhiều á. Đây, con đầu tiên đây đi. Con này vừa quay ra. Chưa đâu. Con này bản R hả? Bản thường. Con này mới về sau chưa? Mới về sau. Kawasaki Z1000 đời 2014, đăng ký 2015. Con này đi 8.000 cây. Con này về cũng được một thời gian bán đi mới vòng đầu quay lại. Hôm bữa là đi 7.000 mấy, bữa nay lên 8.000. Biển 71 Bến Tre này. Nhưng anh em là nhìn vào cái biển số này là nhận ra ngay. Quen thuộc với mọi người lắm ạ. Về lên cặp Bo SC Carbon. Mới lên lại hả? Đúng rồi. Đúng không ta? Đúng rồi, đây. Để phát. Đi có 8.000 cây, xe là siêu cọp. Nổ siêu ấm luôn mọi người. Vỏ lốp trước sau còn theo xe hết. Nước sơn là chưa có một vết chảy. Chưa sơn dặm ở đâu cả. Chỉ có lên cái bát đút gầm với cây bô SC và chống đổ. Nên là lên thêm thôi. Còn đâu là cứ mỗi lần qua tay một anh chủ này sẽ có một cái phong cách mới nha. Đại đa số là lời hơn so với cũ. Con này giá sao anh? Con này thì giá nó là 249 triệu. 249 triệu, bao rút hồ sơ tất cả những cái khoản giấy tờ thì anh em về ra tên. Ok. Còn mình nói anh em hỏi khá nhiều về dòng CBR Thái. Về đợt này cũng nhiều đấy. Có. Con này dán tem trùm Red Bull. CBR 1000. Đời 2007 mà nó úp cái áo 2012. Nói chung cái con này thì máy móc rất ok. Máy cực kỳ êm. Nhưng có cái là dàn áo nó lên nhìn nó hơi ọp ẹp, được không? Anh em là nếu mà muốn ngon lành về mình spa lại một chút về cái dàn ngoài. Xe biển Sài Gòn giấy thanh lý và giá của nó là 109 triệu. CBR 1000. CB1000R chứ. Đúng rồi, CBR. CB1000R 109 triệu à? 109 triệu tại vì nó là giấy thanh lý mà nó đời 2007. Giá thanh lý nha mọi người. Đấy, thanh lý ra đó, CB1000R. Đó này. Đây, CBR Thái anh chị và các bạn nào cần thì đây, hàng này cũng mới vừa về đây. Biển Sài Gòn, xe sạch đẹp. Con này thì sẽ để cho anh em mấy mức giá nó là 34 triệu 900 ngàn. 34 triệu 900. Biển số Sài Gòn CBR Thái. Mấy con này thì không cần trả trước đúng không? Không cần trả trước, không cần trả trước. Luôn. Đó, anh chị và các bạn mua thì chỉ cần gọi anh chị này căn cước. Không nào nghe máy luôn. Rồi. Lâu lâu mới lại có về MT15 nữa này mọi người. Con này thì nhìn chung là lên cao chống đổ này, sơn quả mâm màu vàng đồng. Cái mâm thì nó sơn lại cái mâm. Đấy, đi được 17.000.
biển số 43 Đà Nẵng, đi được cặp chống đổ sơn với cây cặp mâm. Đấy, thì con này nó là xe cuối 2019, để cho anh em với mức giá là 54.900. 54.900. Ở đây có thêm GSX nữa. Bô nổ hơi lớn. Anh em nào lấy thì mình hỗ trợ đổi cho cô khác. Thế con này bán ABS luôn à? Con này nó lên ABS. À, lên ABS. Lên ABS. Giá thì nó cũng rất mềm thôi. Xe 2019 đi 20.000 cây. Con này thì để cho anh em là 40.900.000. Biển số 66 Đồng Tháp. Lên ABS cho mọi người. Lên ABS. Bánh sau đi bánh bự, bự trả bảng luôn. Rồi 15 V3 thì cũng về mấy con nhưng mà không biết là dựng đâu đây. Đấy, không nhớ con nào tiên. À? Mấy anh trai này cũng fan. Rồi. 2020 đi 3.000 cây. Biển 83 Sóc Trăng. Xe đẹp không tì vết. Đấy, con này thì giá là 51.900. Mà những cái con xe mới về này thì không có cái giá giảm 2.900 anh em nhé. Tại vì sau là để cho cái mức giá hợp lý nhất có thể rồi. Cái này nữa Việt ơi. Rồi, rồi 15 màu vàng nữa nè. Rồi 15 màu vàng. Xe 2019 biển Long An đi 18.000 cây. Đấy, và giá của con này thì sẽ để cho anh em là 47.900. 47.900 à? Đúng rồi, 47.900. Ok. Còn tiếp theo là 2021. Con này thì đang rút hồ sơ. Mình quay là lô này là toàn là mới về không nha mọi người. Chỉ báo mấy con mới về thôi. Con này đi 3.900 cây. 2021. Con này thì giá của nó là 54.900. Đấy. Còn cái gì nữa không nhỉ? Con này quay rồi. FZ này. Rồi FZ. FZ đấy xe cũ. Đấy báo trước mấy con mới về trước. Con này thì đang rút hồ sơ. Đi 11.000 cây xe 2019. Con này thì sẽ để cho anh em là 35.900.000. À 35.900. Được. Thế con này còn một con à? Hả? Còn một con đấy thôi, mới về còn con kia anh em đặt cọc rồi. Về là hết liên tục. Đấy mấy bữa bản nhất hết rồi còn đâu. Còn con này mới về. Con này bản Roshimura. Bản này rất ít cây. Khi có nha mọi người. Anh em nào đi 17.000 cây. Giá của con này thì nó cũng không có cao, nó có 43.900 thôi. Đấy. Rồi đấy, bản R này thì lúc nãy có con 40.900 này, con này 43.900 và đây còn con hôm bữa còn lọt lại một con biển Sài Gòn. Biển Sài Gòn này thì đi 10.000 cây, xe 2018 giá chỉ có 43.900 thôi. Xe sạch sẽ biển Sài Gòn. Xe mới thì 55.000.000 bao VAT. Rồi anh em hỏi khá nhiều về dòng CBR này. Bữa nay thì còn 3 con để mình cập nhật luôn á, sẵn là mọi người. Đấy cái con mà CBR mà cái bô nó xấu á, bữa nay về lại bô zin à. Sạch đẹp rồi. Cái con nằm trên khung à. Đúng rồi. Vẫn còn nằm đó, con kia vẫn đi rồi. Đi 8.500 cây xe 19, 49.000.000. Đấy bô bọng đuôi yếc làm đẹp hết rồi. Để thử nó đi không nha mọi người. Trước nó thực tế là nó có phải đi bô độ đâu. Mà mình cứ hay đổi qua đổi lại á. Đổi cho anh em á. Rồi. Con màu cam là 52 đi 18.000. cây. Xe 2019 biển 61 Bình Dương. Giá 52.000.000. Còn CBR mẫu mới thì còn một con biển 71 Bến Tre. Con đấy thì 4.000 cây, giá là 63.900.000.
còn một con XR như về thêm à? Về thêm một con đây. Biển 71 Bến Tre. Xe 2021 đi 3.000 cây. 3.568 đây. Tất cả đều nguyên bản ấy. Giá của nó là 74.900.000. 74.900 nha mọi người. Còn cái con này thì giá nó là 78.900. Xe đi 134 cây. 134. Con này chỉ phù hợp cho anh em mà mua giấy phố thôi nha mọi người. Anh em sang tên về thành phố nào đấy thì nó sẽ tiết kiệm đi. Xe mới về thì cũng điểm danh hết rồi. Đấy. Thì chắc là mình với Việt thì làm cái video này dài hơn một tí. Báo lại những cái con xe mà nó đang còn. Ok. Báo nhanh cho nó ấy, để anh em nắm được cái con nào đang còn và con nào nó hết. Đó. CBR R15 thì là quay rồi. R15 thì rất nhiều anh em cứ đến lựa thôi. Ở đây thì có Kangoo 250. Kangoo 250. Đấy 32 triệu xe Trung Quốc. Yeah. Rồi. Mẫu này thì còn lại một con. Demon 200cc còn một con. Giá là 52.900. 52.900. Yeah. TX còn một con 40.900, xe 2017. Thì số đâu anh? Con này biển số 63 Tiền Giang. 63 Tiền Giang. Alo. Ok, xe mới GXS thì 49 triệu. Đang quay video. Sao? Con này bán rồi đúng không? Con này bán rồi. Rồi, qua FZ thì cũng còn một con thôi. FZ còn một con là 27 triệu. Con này biển số 67 An Giang. Đang cúm mà quay con tí rồi nóng vãi mồ hôi. Honda CG bữa nay đem ra bán luôn. Bán luôn. Nhận cọc của anh trai này cũng lâu rồi. Nhưng mà gọi cũng thông báo 3-4 lần rồi mà anh không có lên lấy. Mà anh cũng không chuyển tiền. Nên thành ra bữa nay sẽ bán luôn. Rồi xong ạ. CG FI 125. Xe đời 2021. Đi 984 cây. Con này thì quá đẹp rồi. Con này nếu mà không đặt cọc chắc nó đi 80 đời rồi. Rất nhiều anh em hỏi nhưng mà không dám bán lại vì nhận cọc của anh rồi. Nhưng mà gọi cho anh đến 4-5 lần rồi. Con này thì sẽ để cho anh em với mức giá là 42.900.000. 42.900. Đẹp lắm. Xe càng như mới. Sugar D thì còn lại 2 con. Con màu đen thì là 22 triệu. Con màu xám này thì cũng 22 luôn. Đấy, 2 con. Còn 2 con. Rồi. Cúm. Kawasaki Fusan. Fusan 200 thì con biển số 60 Đồng Nai thì nó là 28 triệu. Còn con biển con rút sẵn hồ sơ này thì là 34. Đấy. Ở đây thì Demon X. Demon X 125 thì giá của nó là 17 triệu. Okay. Ở bên đây thì có mấy cái con bèo tàu ấy thì hai mấy triệu. Bèo tàu 125 26 triệu. 170 thì là 30. Còn 4 con á. Ở đây thì có mấy cái dòng Classic xe mới. Boss City 125 xe Trung Quốc. Giá là 25 triệu bao VAT. 25 triệu bao VAT. Rồi. Con này có Benali 125. Benali. Con này thì giá là 17.900 biển Tây Ninh. Okay. Nhưng cái này thì là mình chỉ có lướt sơ lại thôi anh em nhé. Tại vì đa số phần đã báo hết rồi. Bữa nào thì mình lại làm cái video nó chi tiết hơn về sau. Về phân khúc phân khối lớn thì Z800 còn 3 con. 3 con giá từ 150 đến 155. 50 đến 55. Con đầu tiên là biển số Hải Phòng. Con này là 153 triệu. 3 con đều ABS hết. Con thứ hai là biển số 77 Bình Định 155. Biển số Hà Nội 150. CBR 1000 đời 2009 giá là 170 triệu. CBR 650 chỉ có một cặp 2020 cả. Một con biển 92 Quảng Nam thì giá là 223. Biển 76 Quảng Ngãi giá là 219. Ở đây có CB 1000R thì con này nó là đời 2020 và giá mình đang bán là 395 triệu. Z1000 thì con mới về thì quay rồi.
sẽ báo lại 4 con còn lại. Bản đời 2018 biển Long An. Con này thì nó đi được 9.000 mấy cây ấy. 9.400 cây. Nguyên zin hết, giá mình đang bán là 359 triệu. 359. Được. Bản thường 2019 biển số Lâm Đồng. Con này thì đi 10.000 cây, mình đang bán là 335. Rồi, đời 2015. 2015 có biển số 71 Bến Tre. Xe đi 19.000 cây, con này mình đang bán là 223. Biển số 60 Đồng Nai đi được 22.000, con này mình đang bán 219. Anh em nào cần chi tiết hơn về con nào thì cứ alo cho mình nhé. Tại vì cái này là cập nhật xe mới nên mà lướt lại mấy chiếc xe để cho anh em nắm được con nào còn, con nào đã bán thôi. Kawasaki Vulcan 650 thì con đấy đời 2016. Mình đang bán là 167 triệu. Bên trong này có Ninja 650 đời 2020 đi 7.000 cây, mình đang bán là 159 triệu. Thôi đang cúm anh em, cứ nói tí nó hắc xì ơi liên tục. Qua Ninja 4. Ninja 4 thì nó là 2021 biển số Tây Ninh, mình đang bán là 133 triệu, xe rất đẹp. CBR 500. Con này thì nó là biển Đồng Tháp, mình đang bán là 129 triệu, xe 2019. Yamaha R3. R3 bán luôn rồi. Bán luôn à? Hết R3. Z3 còn một cái. Chiếc này là biển số 43 Đà Nẵng, mình đang bán là 78 triệu. 78. Rồi. CB300R. CB300R đi 1.500 cây, xe 2022. Mình đang bán là xe 2021 đang bán là 97 triệu, 67 An Giang. Còn Ducati Monster 795. Con đầu tiên này là hồ sơ rút sẵn rồi, đang bán là 110 triệu. Còn con nữa là biển Tiền Giang, con này đang bán là 123. Rồi, có lẽ là mình với Việt sẽ chào anh em ở đây và hẹn gặp lại anh em vào video sau nha. Tính báo kỹ hơn tí mà kỹ không được.